tại em đi tù về nên chưa kiếm được việc làm nè. Cái gì? Cậu mới đi tù về hả? Tội gì? Cướp của hay giết người? Cậu xuống xe tôi ngay. Dạ không, em giết người chứ không cướp của. Tại em đã xe đụng người ta nên người ta chết. Do người ta đi trái đường chứ không phải lỗi tại em. Anh tha cho em. Bây giờ em chỉ muốn cứu mẹ em thôi. Em không muốn bắt mẹ em. Em xin được. Không, tôi không thể nào chở tội phạm trên xe tôi được. Cậu xuống ngay đi. Em chờ anh. Cậu Hải không phải là tội phạm đâu anh. Anh chạy đi. Hãy cứu giúp mẹ cậu Hải cái đã. Em chỉ có mẹ em thôi. Em chờ anh. Anh hãy cứu mẹ em đi. Em chỉ có mẹ em thôi. Không còn ai khác nữa. Em lại anh. Em không còn ai khác ngoài mẹ với em nữa. Anh quên chị em sẽ không quên đâu. Anh cứu mẹ em đi anh ơi. Mẹ đã khen chị mẹ ơi. Anh giúp chị mẹ em đi anh ơi. Anh ơi. Anh chạy đi. Có chuyện gì em chịu trách nhiệm cho. Cứu người trước đi đã anh. Đi anh. Đi đi. Mẹ ơi. Cô tới ăn trước đi. Bữa đó ba mẹ tôi đưa mẹ của chú Hải vô bệnh viện mà không kịp. Mẹ của chú Hải bị chim ruột thừa do nhiễm trùng nặng. Tội quá ha. Vậy mẹ của chú Hải chết luôn hả? Ừ. Lúc đó tôi mới có 12, 13 tuổi gì đó. Mẹ tôi đưa chú Hải về nhà ở luôn. Tôi thấy chú Hải cứ khóc suốt mà. Vậy là chú Hải lấy xe cho nhà Ngọc hơn 10 năm rồi hả? Ừ. Bằng tiếng đi tù 3 năm mà chú hiền lắm. Lúc đầu á ba tôi đâu có chịu đâu. Dần dần ba thấy quý. Rồi ba tôi mới chịu á. Trời. Quý mà giờ đưa cô Câm với chú Hải đi đâu mất tiêu luôn là sao? Thì cứ để coi. Bữa nay cô Câm với chú Hải có về như là ba tôi hứa không đã. Thôi. Ăn cơm đi. Dạ. Dạ. Ba, hai người kia không xuống ăn cơm hả ba? Ừ, họ ăn sao? Chiều nay chú Hải với cô Câm về hả ba? Cô Câm nấu ăn ngon, còn con nấu ăn dở lắm đó. Ba ráng ăn đi nha. Thôi, ba ăn đi. Chiều nay ba có về không? Có. Ông bà già tôi về Sài Gòn để thăm cháu ngoại rồi. Nhà không có ai hết á. Hay là bà qua ở chung với tôi đi. Con nói Quang với Lý Anh về Sài Gòn sáng nay là con nói xạo phải không? Con nói thật mà. Tụi nó đi bằng máy bay hay là xe tốc hành? Dạ đi xe Phương Trang. Thank you.
dì Mai đang ở đâu. Bà hỏi đi làm gì? Con hứa là chiều nay cho bà gặp dì Mai, là thật hay giả? Vậy bà hứa chiều nay cô Cam với chú Hải về nhà cũng là thật hay giả? Nếu lời hứa của con là thật thì lời hứa của bà là thật. Sao bà lại ăn miếng trả miếng với con như vậy chứ? Tại vì bà thương con thật lòng, còn con thì không. Sao bà lại nói như vậy? Vì trút tim những cái giọng lửa đó cho bà đúng không? Bà phản bội mẹ, bà phản bội con cũng chỉ vì con mụ tham lam độc ác đó, bà có biết không? Con nghe bà nói đây, bà biết là bà phải làm gì. Vì Trúc không đủ tầm để kiểm soát bà. Vậy bà nói đi, nếu con đưa Ngọc cho ba mượn thì vì Trúc và ông Lực sẽ ra sao? Vì Trúc và ông Lực đang muốn bán viên ngọc tử quan đó cho người khác với giá 2 triệu đô la. Bà biết điều đó mà. Bà sẽ lấy 2 triệu đô la để giải dây ngân hàng. 6 tháng sau bà sẽ lấy lại tử quan. Rồi sao nữa? Bà sẽ giữ thêm 6 tháng nữa, đến khi dự án resort ở Cam Ranh hoàn tất, bà sẽ trả lại cho dì Mai. Bà thấy chưa? Con biết ngay là chắc chắn 6 tháng sau bà sẽ không trả lại cho dì Mai. Mà cứ 6 tháng rồi 6 tháng thì cho tới bao giờ hả bà? Đi thôi. Theo thông tin cắt ngã thì hai thằng nhóc đó chưa rời khỏi Đà Lạt rồi. Vì vậy, ngay chiều nay tôi cho người càn quét hết thành phố Đà Lạt. Alo, em nghe nè. Hai đứa đang lên phục khách đó. Có thể là tụi nó sẽ đi nhà con Tiên. Nói rồi, ba để tới được nhà con bé. Ba mẹ tôi Như đi Sài Gòn rồi. Nhà tôi Như chắc chắn là điểm tập kết của tụi nó đó. Dạ, em biết rồi. Anh báo với tụi nó bám đuôi đi. Hai đứa nó đang chuẩn bị trở về nhà con Tố Như. Hang ổ nó ở đó. Alo. Cái này được không? Cái áo này đầy mốt rồi. Mà định mặc nó đi luôn hay sao? Ừ, áo này á mẹ tôi mua tặng sinh nhật tôi trước khi tôi đi Mỹ du học á. Định lấy ra mặc cho bà già vui. Thôi đi bà. Lát nữa bà đi gặp hai người tình mà định mặc cái áo này hả? Cho người ta bỏ chạy luôn hay sao? Bà nói tầm bậy tầm bạ gì đó. Nè, mặc cái này, không mặc cái kia. Mệt bà quá. Thôi, đi lẹ đi, trễ giờ rồi đó. Chút nữa tôi còn phải ra sân bay đón cha Hùng nữa. Ủa, vậy hả? Đi chuyến mấy giờ? Tối, 8 giờ. Vậy tôi đi lẹ lên. Xuất phát rồi đó.
đi về hướng nào? Đi xuống hồ Tùng Mậu hay là về phía hồ Xuân Hương? Hả? Chia đôi lực lượng ra, một sẽ bám đầu, một sẽ bám đuôi. Lần này mà tụi bay bỏ rơi, tao bắn mỏ tụi bay hết nghe chưa? Anh nghe lời của em đi. Khi nào mình cặp được Tử Quan ở trong tay rồi á, thì mình sẽ thả ông Hải với bà Cẩm về. Vì anh mà em phải khổ sở như vậy nè. Em không muốn anh bị phá sản, em không muốn anh phải bị đi tù. Em muốn sống với anh những ngày cuối đời, thật là hạnh phúc. Anh làm sao vậy? Anh nói cái gì đi chứ. Em sợ cái im lặng của anh lắm. Được rồi. Lúc này anh thật sự cảm thấy bối rối. Anh không biết là mình đang làm cái gì nữa. Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại dẫn tới như thế này. Anh đã mất lạc. Dạ. Anh không muốn mất đi con bé Ngọc. Con bé Ngọc, nó là tất cả của đời anh. Vậy là em không là gì của anh hết. Thật là đau lòng cho em quá. Anh có biết là em đã âm thầm yêu anh suốt bao nhiêu năm qua không? Lúc nào em cũng mơ ước rồi mình sẽ được làm vợ của anh. Trúc, chị Lan là chị gái của em mà, là ân nhân của em mà. Tại sao em lại nói như vậy? Mẹ em đã bị mẹ cả đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Cái đêm mưa gió đó, em không bao giờ quên được, anh biết không? Em căm thù họ. Nè, cô cầm lấy tiền đó rồi đi đi. Bữa nay ông đi Sài Gòn rồi, không có về đâu mà đợi. Chị ơi, em xin chị, bây giờ ngoài trời đang mưa to, em cũng không biết đi đâu về đâu. Chị cho em ở lại đây tới sáng mai được không? Cô từ chỗ nào giật chồng tôi được thì về chỗ đó được. Một giây một phút cũng không. Mưa bão thì cũng mặc kệ cô. Chị ơi, chị tha cho em đi. Bé Trúc cần có ba, nó còn nhỏ lắm chị. Chị cho em gửi nó ở lại đây với mấy chị của nó được không? Không. Ba nó chỉ cần thêm con trai chứ không có cần thêm con gái. Đi lẹ đi. Chuyện đó là chuyện của thế hệ trước. Ông bà ngoại của Ngọc đã chết rồi. Mẹ em cũng đã chết rồi. Quan trọng là sau đó Lan đã sửa lỗi cho mẹ bằng cách tìm mẹ đưa về nhà nuôi cho ăn học đàng hoàng. Em biết điều đó. Em đâu có ghét chị Lan. Em cũng không có giết chị Lan. Em chỉ đang thay chị Lan chăm sóc cho anh trẻ mà thôi. Và em cũng thay chị Lan chăm sóc cho bé Ngọc. Cô ơi, Ngọc muốn nói chuyện với cô. Dạ hả con?
Mẹ nè, con đang ở đâu vậy con? Dạ, con đang ở ngoài chợ. Mẹ thích ăn gì con mua về nấu cho mẹ ăn. Con thích ăn cái gì thì mua cái đó, về nhà nấu cho mấy bạn có ăn luôn. Tội nghiệp tụi nó. Vậy con mua bông artichoke nấu canh giò heo cho mẹ nghe. Ừ. Mẹ có cần quần áo để mặc thêm không? Con mua cho mẹ hai bộ mặc ở nhà, hai bộ mặc đi đường là được rồi con. Mẹ chưa đi ra ngoài được đâu, ít nhất là một tuần lận đó. À, mẹ biết rồi. Thôi, con nói chuyện với Quang nè. Dạ. Dạ. Alo. Vậy à? Được rồi. Mày nhớ bám sát hiện trường cho tao nghe chưa? Alo, có địa chỉ rồi. Cô nhậu đứng đó ngay đi. Ở đâu? Ông ở nhà thì đi cùng. Tôi cũng đi chung. Theo tôi, ông nên ở nhà. Đông người quá mình quay lại không vui. Tôi cần gặp sư cô trước. Ông ở nhà canh nhà giùm tôi. Thôi, mình đi lên. Anh đừng có lo, miễn là anh gặp được sư cô cái đã. Đi. Ủa, ăn gì rồi hả? Mới về tới. Ông ngại nó không cầm gì luôn hay sao? Không, vẫn còn sự. Thôi, mình lấy xe đỏ đi. Mọi chuyện kín đáo vẫn tốt hơn. Xe ông Đức gì lúc nào vậy? Có vẻ bí mật đây. Họ có lật lộn mình không? Dạ, em nghe anh Thiện. Có nghe tới Sài Gòn chưa? Dạ, chắc khoảng chiều tối nay em có mặt ở Sài Gòn ạ. Mấy giờ? Dạ, em đi chuyến cuối cùng trong ngày, khoảng 90 giờ đêm gì đó. Có mang theo hàng chứ? Dạ, em về gặp anh hai, chắc chắn phải mang theo hàng chứ ạ. 12 giờ đêm nay là hạn chốt của cậu rồi đó nghe. Đừng có để đến ngày mai, mọi chuyện sẽ khác lắm đó nghe. Tôi không chờ thêm được nữa đâu. Vậy nha. Ngày mai mỗi chuyện sẽ khác. Bằng mọi giá tối đa sẽ giải quyết. Chạy kia đây con. Chiếc bẹt màu đỏ đang tới. Phải chân chừng cả hai xe cho tao nghe chưa? Dạ dạ. Báo thông tin liên tục cho tao nghe không? Dạ biết rồi. Mà đại ca ơi, tụi nó vẫn chưa đi ra ngoài, xe vẫn còn đậu trong sân.
Của cháu hả? Dạ. Đẹp quá. Ngọc có đang ở trong đó không? À, dạ, đâu có. Ngọc đâu có ở đây. Chú đến tìm Ngọc hay sao ạ? Nè, xe Ngọc ở đây mà. Sao cháu lại nói không có Ngọc ở đây là sao? Dạ, cháu mượn xe Ngọc về đây. Ngọc nói là Ngọc phải ở nhà nói chuyện với chú và gì. Không thể. Chú vô nhà đi ạ. Ba mẹ cháu đi Sài Gòn hết rồi, chỉ có mình cháu ở nhà. Nhà cửa vẫn còn bề bộn lắm. Nè cha, cháu là bạn thân của Ngọc, cháu phải giúp chú. Ngọc nó đang ở đâu? Cháu nói thiệt mà. Cháu mượn xe của Ngọc, lấy gì đây có một mình hả? Chú vô đi. Chú vô phụ gì trước á, lục tung nhà cháu lên đi. Ba đang truy đuổi chú Quan Chí Cường. Thì giờ mình nói với mẹ cho ba mượn một năm nữa. Ba mẹ đoàn tụ với nhau, mọi chuyện sẽ đâu vào đâu. Nhưng còn gì chú, còn ông Lực thì sao? Nhà này ba mẹ cháu đang kêu bán á, với giá 15 tỷ. Ba mẹ cháu á, về Sài Gòn sống với anh hai cháu rồi. Cái nhà này không có ai ở lâu rồi đúng không? Cháu ở đây mà. Tại cháu ở một mình nên là biến dọn dẹp thôi. Với lại á, cháu cũng sắp lấy chồng rồi. À, hay là chú mua nhà này đi. Cháu nói ba mẹ cháu giảm giá cho chú. Thôi, cháu ngồi đi. Chú có chuyện muốn nói với cháu một chút. Dạ. Chú muốn nói gì ạ? Thank you.
Cháu là bạn thân của Ngọc. Chú muốn cháu nói cho Ngọc hiểu là công việc làm ăn của chú đang gặp khó khăn dữ lắm. Dạ. Nói với Ngọc là nói với dì Mai của nó giúp chú thêm một năm nữa thôi. Dạ. Nói với Ngọc là làm con có hiếu thì phải biết giúp đỡ cha mẹ trong lúc khó khăn ngàn cân treo sợi tóc đó cháu à. Dạ. Chỉ cần gặp được sư cô, chú sẽ cho tiến hành đặt cọc mua căn nhà này của bà mẹ cháu liền. Dạ. Dì Trúc, dì Trúc ơi, dì đi đâu vậy? Dì đang đi tham quan coi vườn nhà con ở trong những loại hoa gì. Vườn nhà con á, bỏ hoang mấy tháng nay, ở dưới đó có nhiều rắn rít lắm á dì. Vậy thôi, con mời dì với chú vô nhà uống trà nha. Chú ơi, thôi về em ơi, đừng gọi điện thoại, nói đi về nhà nóng có chuyện gì đó. Hồi đầu thì cô cũng không tin là có thật. Nhưng mà lúc đó, thiệt tình thì chuyện làm ăn của chú rất căng thẳng. Nợ nần thì chồng chất. Bên ngân hàng người ta và cảnh sát điều tra nhảy vô. Cô nghĩ nếu mình có bệnh thì phải đi gái tứ phương. Thành ra cô mới nhờ cô Mai giúp đỡ. Như vậy là từ lúc mà gia đình mình có di sản nội tử quan đó là tất cả nợ nần của chú được chú giữ liền với cô. Cô không phải là nợ nần, mà từng việc mình được tháo gỡ. Mấy cái biệt thự mà cô Hùng vốn vô, có người ta tới hỏi mua liền với giá rẻ. Còn bên ngân hàng thì người ta khoanh nợ để không có để lại cho mình.
Cứ như vậy thì trong vòng một năm, nợ nần được giải quyết gọn hết. Bây giờ cô đang giữ viên xá lợi tử quan đó hả cô? Ừ, sư cô đã giao trách nhiệm cho cô. Phải tiêu hủy nó. Tiêu hủy? Thật ra mình tiêu hủy một vật có quyền năng và màu nhiệm như vậy cũng rất là uổng. Mà sao mình không chịu giữ lại để mà để dành giúp cho những người nghèo lương thiện hả cô? Cây gì thì cũng có hai mặt của nó con à. Đằng sau cái sự màu nhiệm là sự tranh giành chết chóc. Lòng tham của con người là vô cùng mà con. Ngọc với Tố Như không biết đi đâu nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Anh nói gì? Hai người đó hẹn mua đồ ăn về đây, nấu đồ ăn cho tất cả mọi người, mà bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Đổi quá. Khỏi gọi, cả hai đều tắt máy rồi, gọi không được đâu. Vậy hả? Vô diễn trơn á. Ê, mày hỏi ông coi, bây giờ mình rút hay là ở đây canh tiếp? Ông kêu hàng mày ở lại đây bám theo xe trắng của con Ngọc, còn tụi tao rút về đi lùng xùm hết cái ngã đường. Ở đây bỏ gói tao chịu sao được, hay là tụi bay ở lại đây đi, để tao đi cho. Thôi đi cho nội, hai tôi còn ra chợ lùng xùm mấy gói cà phê nữa. Chờ không được chắc tụi nó bỏ đi rồi đó. Hay là mình đi nha. Không được, tôi sợ là tụi nó vẫn cắm lại một hai thằng canh ở trước cổng á. Chắc chắn xe hơi của tôi đi đâu tụi nó sẽ bám đi theo cho bằng được đó. Vậy không lẽ mình cứ đứng ở trong này? Còn điện thoại thì không mở máy được. Ê, hay là mình mở máy báo cho ông Quang, nói mình bị kẹt ở trong này, kêu ông tới. Không được, giờ này ba tôi đang gọi điện thoại kiếm tôi với bà cho bằng được đó. Mình bỏ xe hơi rồi đi. Đi ra ngoài cổng sau, kiếm xe ôm đi. Ok, vậy mình rút. Bà đừng có đóng cổng được không? Bà mà đóng cổng là tụi nó nghi liền luôn đó. Chắc điện thoại nó hết pin. Không đâu, nó cố tình không bắt máy đó. Alo, Lé hả? Mày rảo hết tất cả các quán cà phê chưa? Vậy à, mày lùng sục hết các con đường cho tao nghe chưa? Tôi đã bắt đầu mất tinh thần thật rồi. Từ trưa đến giờ,
thằng cha Thiện gọi có chục cuộc. Tôi đã hứa chắc trong đêm nay, trước 12 giờ, phải giao hàng cho thằng cha ở nhà rồi. Thằng cha này không đơn giản chút nào. Trùm xã hội đen đó, nếu tôi có chết, cô cũng không sống nổi đâu. Chẳng lẽ tụi mình ngồi đây chịu chết? Phải làm gì đi chứ anh? Tôi có cách rồi. Cách gì? Thật à, cách gì? Sư cô và mẹ của bé Ngọc rất thương cậu Hải, thương như là em trai ruột vậy đó. Hồi đó, hai chị em cô Lan cứ ray rứt chuyện mẹ cậu Hải bị chết trong bệnh viện, đã đưa cậu Hải về nhà này ở. Cậu Hải thương cô bé Ngọc lắm, thành ra Hải sẽ là con át chủ bài trong cuộc trao đổi này. Anh đúng là số 1. Nhưng vấn đề bây giờ, làm sao gặp được cô bé Ngọc để ngã giá trao đổi con tin? Em gọi qua cho Lý Anh ngay đi. Nhắn qua Lý Anh, nói cho sư cô biết mình đang nhốt cô Hải và cô Câm ở Sài Gòn. Bây giờ nếu không giao chữ quan ra thì cô Hải sẽ không có đường về. Sao vậy? Không thấy gì hết. Bà kéo nắm kính lên, cái bình thường, coi như là không thấy tụi nó. Có lẽ Ngọc gọi cho con. Nhưng mà xuống đây. Cô Đăng, chúng ta phải xác định số điện thoại của ai. Nhưng họ có GPS xác định được vị trí của chúng ta. Trời ơi, có khi nào Ngọc với Tố Như mượn điện thoại của người ta gọi cho mình không? Giờ đây đến tính sao? Thử nghe và bấm tắt trước một phút. Alo, xin hỏi ai đồng dây ạ? Dì Trúc đây, cháu rể ơi. Là gì Trúc? Nói cái gì? Chưa kịp nói gì. Sao con không chịu nghe coi bà nói cái gì? Thì qua anh nói là tắt trước một phút kìa. Mọi người bình tĩnh đi, chắc là họ sẽ gọi lại. Ok. Giờ có được nghe không? Quay, cứ tắt máy đi. Em gửi anh. Cảm ơn. Ê, Ngọc.